nơi, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông đến khi hiện hai cái tai chuông để nhận được những thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Đó, hôm nay mình sẽ tiếp tục một thử thách cho bọn trẻ trâu này các bạn ạ. Các bạn mà thấy hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ nha. Và bây giờ màn chào hỏi đầu tiên sẽ dành cho bọn trẻ trâu là tôi, Đôn Trà, chào lại cho anh em. Tôi, Nhưng Mạnh, chào lại cho anh em. Tôi, Văn Tiến, chào lại cho anh em. Ok, và màn chào hỏi đã xong. Hôm nay mình sẽ nói thử thách của mình, đó chính là ăn hết 10 cái xúc xích rán các bạn ạ. Đó, đây là xúc xích rán của mình này. Mình mua một túi có 8 cái, còn hai cái này mình phải mua thêm nên là xúc xích hơi khác một chút. Nhìn rán các bạn, nhìn thấy xúc xích rán chưa? Nhìn khá là ngon luôn, ok. Không biết bọn này có ăn hết không? Bọn tự tin ăn được hết không? Tự tin. Xúc xích gì mà cái này không? Không. Đó, ok, và mình sẽ không nói linh tinh nữa, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Sau khi mình làm những thử thách như này thì rất là nhiều các bạn ủng hộ mình làm tiếp đi, làm những thử thách khác đi. Ok, vậy là hôm nay mình sẽ làm tiếp thử thách nha. Các bạn chỉ cần nhấn like ủng hộ mình thôi. Giờ thì mình sẽ trưng bày tiền ra để thử thách chúng nó. Nếu các bạn mà đã từng xem clip của mình rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là mình sẽ giải tiền ra ở từng một cái xúc xích một chẳng hạn. Thì sẽ chúng nó sẽ ăn lên cái xúc xích nào sẽ được lĩnh tiền chỗ xúc xích đó. Ok, mình nhìn thấy 10 cái như này rất là đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là rất là khó đấy. Còn đây là tương ớt thì Mạnh sẽ đổ ra đi. Còn bây giờ mình sẽ bày xúc xích và và giải tiền ra để bắt đầu thử thách bọn trẻ trâu nha các bạn nha. Ok, các bạn mà thấy hay đừng quên nhấn like, chia sẻ nha. Sau khi mà mình giải tiền xong các bạn ạ. Đó, tiền đây này. Các bạn thấy chưa? Rất là nhiều tiền luôn. Đây là xúc xích của mình, là xúc xích rán nha các bạn nha. Đó. Bây giờ ba thằng này thì thằng nào sẽ là ăn đầu tiên đây? Tiến. Lại là Tiến. Tất cả mọi clip như Tiến đều ăn trước các bạn ạ. Đó, và mình thực sự là mình đặt tiền đặt xúc xích này, các bạn nhìn thấy có ngon không? Nhìn rất là ngon luôn, mình còn thấy ngon. Mình chảy nước miếng, mặc dù mình quay nhưng không được ăn các bạn ạ. Mấy thằng trẻ trâu này sẽ được thử thách, nếu ăn được sẽ được lấy tiền các bạn ạ. Đó, Tiến sẽ là người đầu tiên ăn đúng không? Tiến sẽ thử thách ăn cái đầu tiên, được 10k nhá. Đó. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Chấm ngập vào. Này không biết là nó ăn được đến cái thứ mấy mà nó ngon thật. Ngon thật, cái này giống không lõng nhiễm. Cố lên nào. Cố lên. Mạnh đói lắm rồi này. Tiếp tục, ok, cái thứ hai đến thằng Mạnh các bạn ạ. Thử xem là hai quả. Hai quả. Mời các bạn nha. thằng kia thèm chưa? Thằng kia thèm chưa? Chưa. Chưa thèm. Ôi dãi xả luôn nhỉ. Ăn đi rồi. Nên đây một phát hết. Thằng kia ăn cái đầu tiên thấy ngon không? Ngon. Đâu dài nữa mà rằng đi vậy. Giống một chiều ấy. Ừ, mày ấy. Ok, vậy là bọn này ăn hai cái xúc xích chỉ trong chớp nhoáng rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là bọn này có thể chinh phục được 10 cái xúc xích này. Hai cái xúc xích kia thì bé hơn đấy, còn mấy xúc xích này thì nhìn rất là to luôn. Đó, ok. Tiếp tục đến cái xúc xích thứ ba, đến lượt thằng Chiều Đôn Trà các bạn ạ. Chiều liệu có làm cái hết cái không? Cái thứ ba này sẽ là 20k các bạn ạ. Làm phát luôn đi Chiều ơi. Đây một phát hết cả cái. Không hết được. Ngon quá. Cái giống một tiếng đấy. Ngon không? Cái giống một tiếng rồi.
chấm 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 lại cho các bạn xem nào. Các bạn nhìn nó, chúng nó có lẽ chúng nó tí chúng nó được lít rồi, được lít rồi. Bọn này chắc tí nó phải uống hết cái bát tương ớt thịt của mình các bạn ạ. Ui dồi ôi. Phê pha không? Hả? Cảm giác phê pha không? Như kiểu voi uống nước ấy. Như ngàn năm chưa ăn tương ớt rồi. Cảm giác khi mà chấm ngập tương ớt như là cho nước xong. Cho nước xong. Thằng kia ăn hai cái rồi đúng không? Ngày qua ăn hai cái rồi thì tiếp tục sẽ ăn cái thứ ba nào. Đâu tiến trở đây đây 50k đấy, chúng mày mà không ăn hết là lại lấy lại tiền đấy. Chấm ngập à? Chấm ngập à? Thử chấm ngập xem nào. Tao không biết ba thằng mày tí nữa phải ăn hết chút tương ớt này cho tao. Nó mạnh vào. Ba thằng mày sẽ phải ăn hết chút tương ớt này cho tao nhá. Cái tội đổ hết cả lọ tương ớt của tao ra. Ăn tương ớt chua quá. Thế lại ăn tương ớt thì mày ăn xúc xích nữa. Yến sợ tương ớt đầu à? Mạnh lên. Thằng này chắc không ăn được tương ớt bởi vì bụng nó kiểu như sợ bị ụp dạ dày các bạn. Dạ dày gà. Tí kiểu mẹ cho đi sinh bồn. Thằng kia ngấy chưa? Vẫn chưa? Chết rồi các bạn ạ. Thế này thằng này hôm nay chắc phải phát áo thế giới ảo. Phát áo thế giới ảo. Nó chắc phải ăn hết 10 cái luôn các bạn ạ. Những người đâu dám lo rồi đây này. Tớ chưa ăn cơm nhỉ? Ăn cơm nhỉ? Lo phải cố. Lo. Cố để lấy số tiền kia. Đó. Nó nói vậy thôi nó đã ăn hết rồi các bạn ạ. Đó, tiếp tục bây giờ trở lại với thằng Mạnh nào. Năm bộ rồi. Làm chỗ nó đến tiền đấy, bao nhiêu tiền rồi? Bắt đầu mới gấy lo đấy, 1 lít. Ui các bạn nhìn này, nó quấn này. Được 2 lít rồi. 2 lít, 2 chục à? 2 lít để 1 chục. Thằng kia đang đếm tiền các bạn ạ. Còn 2 cái nữa thôi các bạn ạ. Chỉ còn 2 cái nữa. Mới được trẻ trâu này. Lo quá. Mới được trẻ trâu này nó ăn mỗi thằng hai thằng kia mỗi thằng ăn 3 cái rồi. Còn thằng cháu luôn trà vừa ăn cái thứ 2 rồi. Không biết cảm nhận của anh ta như nào rồi. Rồi à? Đã rồi. Cái thứ tư thì mày ăn này. Nó bụng to. Bụng như bụng vội ăn đi. Tao dạ dày gà ăn được à? Dạ dày gà mà dám chấm nhiều tương ớt thế các bạn ạ. Để chứng tỏ nó phép rồi. Cảm thấy bọn nó đang ngấy dần rồi các bạn ạ. Ăn rất là chậm rồi. Thì Mạnh sẽ chịu trách nhiệm ăn hết cái bát tương ớt kia của mình các bạn ạ. Không ăn hết dám giúp sạch bát cái lọ tương ớt của mình ra. Đã hết rồi. Thì mày ăn đi này cần tờ. Tiếp tục đi treo nước trà nào đúng không? Thế chỉ ra 100k này. Được 3 lít mốt rồi. Mày kiếm mà. Đó quá. Mày mà lo. Ui lo mà cắn. Biết thật, ai dưới thế lửa cái. Lo. Thằng nào sẽ nhận ăn cái thứ 10 là chinh phục được tờ 200 kia đây. Mày ngồi chào bánh rán gì vào lửa. Hả? Đun trà à? Tiến. Mày mạnh lên đi, mày lo lắm rồi. Đi ăn luôn là gì đây? Nào, ba thằng mày thế nào đây? Tao vừa mới vừa lo rồi à. Đi. Thằng này người to mình sẽ để cho nó ăn các bạn ạ. Mình sẽ để cho nó ăn và khi nó đã ăn mình sẽ khuyến mại riêng tờ 200k này cho nó. Thật luôn. Còn hai thằng kia không ăn được thì chỉ là ăn được thì lấy chỗ này nhỉ. Lấy chỗ này phải chia ba ra. Chia ba ra cho ba thằng ok. Phải công bằng. Đây, chiều đấy hết còn đây của hai bên. Tao. Đi chưa? Vậy là chiều quyết định ăn cái xúc xích thứ 10 để đạt được 200k các bạn ạ. Mới mang tay rồi. Bây giờ mày bỏ cuộc là chúng nó sẽ mất hết tiền. Bây giờ nếu mà chúng nó chưa xả mình bỏ cuộc luôn. Được rồi, bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc mày mất đấy. Đừng nghe hòn dại rồi. Đây đây. Nó mà công ty tao uống cái bát. Mới lo một ngày à? Được.
Không phải nghĩ. Thực sự thanh niên này ăn rất là tốt nhưng mà giả vờ hay sao ấy các bạn ạ. Thằng này bụng voi. Còn bây giờ thì thử thách chưa xong đâu. Bởi vì các bạn biết vì sao không? Bởi vì thằng ba thằng trẻ trâu này là chơi xỏ mình, là chơi nó đổ hết cả lọ tương ớt của mình ra. Bao nhiêu tương ớt giờ trong cái này không còn cái gì nữa, chúng đổ hết ra đây còn rất nhiều tương ớt này. Chúng nó mới chấm hết một lửa thôi. Bây giờ chúng nó phải làm cách nào để hết chút tương ớt kia thì mình mới cho chúng nó lấy hết số tiền này. Đó, ok. Nào ba thằng này quyết định xử như nào đi, nhanh lên. Mẹ à, cầm dao này cạy ra dốc bảo. Cái con dao đâu cậy ra dốc bảo. Không được. Ba thằng phải chơi hết cái chỗ này, nếu không không thì chúng mày bị hoàn thành thất bại cái tội. Sau phải rút. Được rồi, để ăn nha. Ui. Cái gì đây? Chúng mày làm gì đây? Chấm. Chúng mày làm đây thì bao giờ mới hết bát tương ớt này của tao? Không có thính gì. Tao chờ được nhưng mà các bạn đang xem không thể chờ được, nên chúng mày phải làm thế nào nhanh chóng giải quyết cái bát này. Ok, tao cho chúng mày bây giờ 1 phút nữa, không ăn hết cái chỗ này là tao sẽ lấy lại hết tiền. Từ từ tí đã ăn xong đâu. Nào chúng mày quyết định gì? Quyết định gì? Đổ nước sôi vào uống. Không, tao không biết chúng mày làm cách nào phải hết bát tương ớt này của tao, bởi vì chúng mày quá lãng phí. Không hết đã, phải chấm mày bằng hết thôi. Tao cho chúng mày 30 giây. Chuẩn bị bắt đầu. À thôi, không cần. Sao đây? Không cần đây, tiền luôn. Tao tiền luôn nhá. Ờ, sao tiền luôn. Đây mà là tướng 10.000. Đúng vậy thôi. Đúng rồi, đúng không? Không. 10.000 khi tao đã đặt thử thách ra. Khi tao đã đây là một lọ tương ớt 10.000, không nói nhiều. Khi tao thành thử thách không tao sợ. Khi tao bỏ thêm 10.000 nữa hẳn hai chai. Được chưa? Hai đi mấy hai. Bây giờ bỏ 200 đây thì xong, không thì nhanh lên. Không có đâu, làm ở đây sao? Làm bây giờ. Bây giờ. Bua hai chục nữa. Không chấp nhận, bởi vì khi tao bỏ tiền ra để thử thách bọn mày thì bọn mày bây giờ phải làm cách nào. Tiền với tao bọn bè nó không quan trọng, chúng mày phải ăn hết cái chỗ này. Không thì không thì phải đưa 2 lít này. Tóm lại thử thích ăn thử thích cái uống nước, bảo luôn uống. Bây mày đổ hết ra thì bọn mày phải uống hết. Chứ ai vẫn đổ hết à? Thử thách chỉ một cái chứ. Một cái tao không biết. Các bạn ạ, bọn này chơi rất là bẩn bởi vì chúng nó đổ hết cả tương ớt của mình ra. 4 lọ đây, 4 lọ giá. 4 lọ đâu? 4 lọ. 1 lọ. 4 lọ với điều kiện bọn mày phải đi mua nhá. Ok. À, thì bỏ thêm 10.000 nữa đây. Thế 50.000 lắm lọ á. Để lần sau làm thử thách cho chúng em dần, ok. Không thể đi đâu đâu. Có cho không? Cho đi. Cho rồi nhá, thêm hỏa cả làng nhá. Đó, ok các bạn ạ. Chúng nó không ăn được hết chỗ này, mình đã lấy lại 50 để mình đi mua tương ớt các bạn ạ. Mình sẽ... Thực sự là mình không phải là ý gì cả. Mình sẽ đi mua 5 lọ tương ớt Chinsu để phục vụ những clip sau để cho bọn trẻ trâu này nó ăn nha các bạn nha. Ok. Mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Ok, giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.